Tiếp đến, thầy trò mình sẽ làm bài số 2 của đề 2. Đề bài là cho số nguyên dương n là số có 5 chữ số. Hãy xóa đi 2 chữ số lẻ. Xóa đi 2 chữ số lẻ. Nhá, chứ không phải xóa đi 2 chữ số, xóa đi 2 chữ số lẻ. Đấy. Vậy thì để xóa được 2 chữ số lẻ thì nhiều bạn trong cái quá trình làm thì các em lại chơi bài là sót nó lại thành một dãy tăng, sau đó các em xóa đi 2 số lớn nhất thì sau đó đưa ra số còn lại thì cái đó không đúng. Bởi vì cái ta cần xóa là xóa số lẻ, số chẵn ta không xóa. Dữ liệu đảm bảo có nghiệm. Vậy thì ở đây ta sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên thì ta xác định bài toán để trả lời cho chỗ Phương cũng quan sát luôn bài số 2 của đề 2. Ta có input của bài toán là đề bài cho n. N là số có 5 chữ số. Vậy n thuộc kiểu long in, kiểu int. Yêu cầu là output đó là đưa giá trị n có tìm được, lớn nhất tìm được bằng cách xóa theo yêu cầu. Lưu ý rằng trong đề bài người ta chỉ yêu cầu xóa đi 2 chữ số lẻ, nên cái chỗ này các bạn xử lý thật khéo léo, nếu không các ta sẽ bị hiểu sai đề. Xóa đi 2 chữ số lẻ, người ta không xóa số chẵn mà người ta đi xóa đi 2 chữ số lẻ. Vậy thì ta có thuật toán để giải bài toán này thì ta có rất nhiều cái cách làm. Theo thầy nghĩ ta sẽ làm theo cái tư duy như sau. Bước thứ nhất, thầy thực hiện thao tác nhập n. Ở bước thứ hai thì nhập n ở đây thì thầy quan niệm rằng dưới dạng sâu. Thôi thầy tạm lại, thầy ta cứ để nó là số nguyên đi. Khi đó thì ở bước 2 thầy gọi sâu S là bằng S toy to string thằng n số có 5 chữ số. Bây giờ để cái lùi hẳn xuống dưới đi, ngồi xuống như thầy đang ngồi giảng bài. Cái các em nghe là nghe trên bảng thế này. Cho một số xóa có 5 chữ số, xóa đi 2 chữ số lẻ. Vậy thì nếu mà xử lý không khéo léo thì ta không xóa được đó. Vậy thì ở cái thuật toán này thì ta có thể thực hiện tiếp cận nó theo hướng bằng sâu, tí nữa thầy hướng dẫn theo cách tiếp cận bằng số cũng được. Vậy ở bước thứ hai thì ta sẽ thực hiện như sau. Ta sẽ đi tìm 2 số lẻ lớn nhất và xóa nó đi. Vậy ở bước 3, thực hiện xóa 2 chữ số lẻ lớn nhất trong sâu S. Ví dụ như sâu S của thầy bằng số dãy số là 1254. Đấy. Thì bây giờ thầy đi tìm số lẻ thứ nhất, nó sẽ dừng lại ở số 5. Vậy thầy đánh dấu P là vị trí tìm thấy số lẻ đầu tiên và thầy erase nó đi. Được chưa? Vậy thì xóa lần thứ nhất thì thầy sẽ thu được cái sâu S mới là 2, 1, 3, 4. Với cái sâu S mới này thầy lại đi tìm số lẻ lớn nhất và thầy thực hiện xóa lần thứ hai thì thầy sẽ thu được cái sâu S mới là sâu 2, 1, 4. Vậy thì đây sẽ là sâu có giá trị lớn nhất sau khi xóa đi 2. Cái bài này đi tìm lớn nhất hay nhỏ nhất nhỉ? Để đi tìm được lớn nhất thì ta lại phải đi xóa ngược lại, ta phải đi tìm số nhỏ nhất ta xóa. Xin lỗi các bạn, chữ số lẻ nhỏ nhất, xin lỗi các bạn nha, ta định chính là nhỏ nhất bởi vì đề bài yêu cầu là đi tìm cái số còn lại là lớn nhất. Đây, số còn lại là lớn nhất. Thì ở lần thứ nhất nó sẽ tìm ra được số 1. Nó xóa số 1 thì ta sẽ còn lại là số 2, 3, 5, 4. Ở lần thứ hai nó sẽ tìm được số 3. Nó xóa số 3 đi thì sẽ thu được là số 2, 5, 4 và giữ nguyên thứ tự đầu vào. Đấy.
2,3 đi với nhau. Là như nào? Đi ngược đúng không? Rồi. Đặt tiếp theo đi. Vậy thì để làm cái việc này ta có hai bước để đi tìm chữ số lẻ đầu tiên. Thì khi đó ta sẽ thực hiện cái công việc là duyệt từ đầu sâu cho tới đầu cuối sâu. Chỗ này các bạn cùng quan sát như sau. Duyệt y. Chạy y chạy từ 0 cho tới thẳng s chấm sai. Trừ 1 và thực hiện công việc. Nếu cái thằng ký tự SI cái chỗ này để tổ chức cho nó khoa học hơn thì ta sẽ nên làm như thế này. Ta gắn P thì thầy gọi D đi. Là bằng thằng SI trừ đi ký tự 0. Lấy một ký tự mà trừ đi ký tự 0 thì ta thu được số. Vậy bây giờ công việc của chúng ta kiểm tra xem số này là cái số lẻ hay không. Nếu đây là số lẻ thì ta thực hiện hai việc. Việc thứ nhất, ta tìm cái thằng số lẻ lớn nhất, bé nhất. Vậy thì thầy gọi cái biến đó là biến R. Thì bằng min của thằng R với thằng D, với điều kiện D là số lẻ, thì thầy gắn R bằng min của R với thằng D. Sau đó thầy sẽ thực hiện cái công việc. Thầy không dùng min đi, cái chỗ này thầy ghi vào đây, chữ này thầy ghi cho nhanh. Và R lớn hơn D thì thực hiện hai việc luôn. Ta tìm min luôn ở bên ngoài đi cho nhanh. Thì ta gắn R bằng D bởi vì tại thời điểm này R mới là giá trị nhỏ nhất. R lưu ký tự nhỏ, ký tự số lẻ nhỏ nhất. Tiếp đến ta sẽ thực hiện công việc lưu giá trị, ta gọi là lưu vị trí bằng y vị trí. Rồi. Trước vòng lặp tới đây thì ta đã thực hiện trước vòng lặp for thì ta khởi tạo cái thằng R bởi cái giá trị vô cùng lớn. Sau vòng lặp for này thì ta thu được là ký tự R trả về là ký tự số lẻ nhỏ nhất trong sâu. Thứ hai, ta thu được P là vị trí của số lẻ đó. Và bây giờ thầy sẽ xóa số lẻ đấy. Và bây giờ để thực hiện xóa. Để thực hiện xóa thì thầy sẽ thực hiện là ghi s.iray. Xóa trong sâu s. Con đưa cái của con cho bạn luôn. Xóa trong sâu s từ vị trí thứ p đi mấy ký tự? 1. Như vậy là ta đã xóa đi được cái thằng số 1 rồi. Được chưa? Thì ta thu được sâu này. Và cái quá trình này nó sẽ lặp thực hiện lại hai lần. Lần thứ hai nó sẽ xóa đi ký tự bởi vì trong đề bài người ta yêu cầu xóa đi hai ký tự mà. Đúng không? Vậy thì cái chỗ này các em có thể xử lý một cách khéo léo hơn. Thì các bạn sẽ thực hiện cái công việc for một cái biến k chạy từ 1 cho tới 2. Và thực hiện chuỗi câu lệnh này. Đấy. Thực hiện xóa như trên. Sau khi thực hiện xóa như trên xong thì ta sẽ thực hiện cho y chạy từ 1 đến 2, tức là lần thứ nhất nó sẽ xóa đi ký tự nhỏ nhất lần 1. Lần thứ hai nó tìm đi ký xóa đi ký tự lẻ lần 2. Sau khi thực hiện cái vòng này, array này ta bỏ vào trong nhé. Cái này là xóa ký tự số lẻ nhỏ nhất.
Tại sao ta erase từ vị trí P? Bởi vì P đó chính là vị trí của số lẻ cần tìm. Tới đây ta đã giải quyết xong được bài toán. Bây giờ ta sẽ thực hiện là bước cuối cùng, là bước 4. Ta đưa thằng S ra. Các bạn có thể convert S thành số, hoặc là các bạn đưa trực tiếp S ra là được. Với cách làm như trên thì các bạn thấy rằng ồ, có hóa ra bài toán này quay về một bài đang là một cái bài toán số học, các bạn lại xử lý nó về bài toán xử lý sâu. Và rõ ràng việc tiếp cận với bài toán xử lý sâu thì nó làm công việc của chúng ta nhàn hơn nhiều. Ở chỗ này có ai còn thắc mắc gì? Anh có thắc mắc gì không? Rồi tí nữa cần phải cài, về nhà sẽ các em cài đặt và nộp bài lên hệ thống nhé. Thiên có thắc mắc gì không? Minh? Vậy với cái tư tưởng một cách duyệt như trên, sau này ta có thể xóa đi K chữ số, xóa chữ L chữ số tổng quát lên thì mình for y chạy từ 1 cho tới L. Được chưa? Thay để qua cái đoạn code này thì các bạn nhận thấy rằng nó cũng đòi hỏi kỹ thuật cài đặt chương trình khá tốt, nên các em cũng cần phải tổ chức chương trình một cách thành thạo. Rồi, như vậy trên đây là bài toán số 2 của đề 2, là bài toán cho số có 5 chữ số, hãy xóa đi 2 số lẻ để thu được số còn lại là lớn nhất. Theo ý tưởng của bài toán, ta sẽ thực hiện xóa đi số lẻ bé nhất lần thứ nhất, sau đó xóa đi số lẻ bé nhất lần thứ hai. Sau khi thực hiện xong, ta thu được S là sâu kết quả của bài toán, ta đưa S ra. Trong phần giả code đây thì giả lập code trên thì nó cũng có một số cái chỗ chữ S thường, S hoa thì ta sử dụng chữ S thường hết nhé. Rồi, chúc các bạn thành công.